Hình ảnh cây nhang từ lâu đã in đậm trong tâm trí người Việt như một nét tôn nghiêm của tín ngưỡng. Xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, nhang len lỏi vào cuộc sống của người dân từ những dịp quan trọng cho đến những sinh hoạt đời thường, từ nhà dân đến hàng quán, ngay cả trên những phương tiện giao thông. Thế nhưng, chúng ta chỉ sử dụng nhang như một phần của truyền thống văn hóa mà chưa hề biết đến những lợi ích mà nhang đã và đang mang lại. Một số nghiên cứu gần đây đã vén ra bức màn bí mật về những lợi ích đó và đã thay đổi cách sử dụng nhang của người Việt. Theo kinh nghiệm của các bác sĩ chăm cứu của Viện Y học Cổ truyền Việt Nam, khí của nhang làm tăng lượng máu lên não, giúp trí não minh mẫn. Ngoài ra, khói của nhang còn có thể được hấp thụ qua da, không những làm da mịn màng hơn, còn có thể giúp tăng cường sự trao đổi chất. Vì những lợi ích và công dụng đó, khối lượng thông tin về nhang ngày càng trở nên phổ biến trên các mạng xã hội và công cụ tìm kiếm. Là một trong những nhà nghiên cứu sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, bác sĩ Roberto Khoa đã nghiên cứu và tìm hiểu về các công dụng của nhang trong suốt nhiều năm qua. Nhang Việt Nam được làm từ vỏ cây ô đước, có tên khoa học là cinnamomum. Ngoài ra, nhang còn được làm từ những cây như cây trầm, cây bạch đàn, cây quế. Về mặt dược tính, những cây này có khả năng giúp con người cải thiện trí nhớ và tăng cường khả năng nhận thức. Rõ ràng, ngoài những giá trị về mặt tinh thần, thì nhang còn có muôn vàn công dụng hữu ích. Hả? Anh có xài nhang không? Nói gì? Nhang, anh có xài nhang không? Nhang hả? Mỗi khi đi làm về tôi hay lấy nhang ra ngửi cho đỡ căng thẳng ấy mà. Cũng hiệu quả. Không có hả? Khoan, cũng muốn nhang không? Thì nói chung á là tối nào chị cũng đắp mặt nạ nhang với lại dưa leo hết á, thì cũng hiệu quả lắm. Nhìn cho chị nè, thấy không? Trái không đều không? Chị nha, bye bye nha. Nhang này, bye bye. Hiện tại, nhang còn được đưa vào thử nghiệm khả năng cai nghiện và đã thu được một số kết quả ban đầu khả quan. 6 tháng trước, đã có 10 tình nguyện viên tham gia chương trình thử nghiệm của chúng tôi. Và đến hiện nay thì 5 trong số đó đã hoàn toàn dứt được cơn nghiện và vẫn chưa có biểu hiện tái nghiện trở lại. Theo sự giúp đỡ của bác sĩ, chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn một trong 5 bệnh nhân đã cai nghiện thành công. Con bị nghiện 2 năm rồi. Từ hồi con tham gia chương trình của mấy chú thì con không còn bị như trước nữa. Con thông qua chương trình này cảm ơn mấy chú đã cho con cơ hội để lại cuộc đời. Nhờ có cây nhang, ngày càng có nhiều trường hợp như anh An lại có thể hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày. Có thể nói, nhang thực sự là một sáng tạo bậc thầy của nền công nghiệp hàng mã xuyên suốt đất nước Việt Nam theo làn khói hình chữ S. Câu hỏi được đặt ra là liệu có sự khác biệt giữa chiếc ghế nghiện và nhang? Anh biết á, cũng giống nhau thôi, nhưng mà khác.